Đây, than còn đây nè. Đây là cảnh bao. Bao xoài đi than. Ở bao than mấy xài chu, xài cao rồi các bạn. Đây mẫu mới nè, mẫu mới bao bao chu bên mình. Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Hội Làm Xài Bình Dững. Thì bữa nay ngày 29 tháng 1 năm 2024 thì mình cũng dự định tranh thủ là buổi trưa cập nhật giá, nhưng mà do lu bu giao hàng rồi công chuyện nhà đột xuất các bạn, nên mình cũng không quay được cái cảnh mà bao xài ở vườn mình nè. Đó rồi thôi thì mình cũng cập nhật giá luôn. Thì giá nó cũng không có gì thay đổi đó các bạn, nên mình cũng không có nói chung là không có sáng cũng không có báo sớm cho các bạn. Thì giá xài Đài Loan vàng vẫn là mua tại vườn là 35 15, xài xanh là 20 10, xài Đài Loan đỏ là 48 25, xài nói còn về riêng xài cắt chu. Cắt chu thì giá dao động từ 18 cho tới 20 ngàn các bạn, xài xanh. Còn xài vàng thì nó cao hơn ngàn. Đó. Thì chủ yếu thì mua khu vực Đồng Tháp và các tỉnh lân cận nha. Còn ví dụ như ở Sóc Trăng đồ thì tùy theo vườn thôi. Đó. Còn riêng cát Hòa Lộc các bạn, cát Hòa Lộc thì xô 3 trái 1 ký là giá mua tại vườn khoảng 30. Còn 400 úp khoảng tại vì hồi trưa mình nói tắt ngang mình cũng không có nghe kỹ là giá 35 hay là 40 nha. Thì nhưng mà anh em nhà vườn gì đó muốn bán thì cứ alo trực tiếp đi. Thì mình sẽ cho số điện thoại của dừa người ta thu mua tại vườn nha. Đây là đang đi than này các bạn, than này than 6 nha. Đây xài chu mình, bao này là bao cũ nha các bạn, bao này mẫu cũ thì mình cũng tận dụng để bao. Thì còn 3 cây nữa các bạn, còn 3 cây chu. Chung ngày nay bao được nhiêu mình không nắm nữa, ba người bao. Đây than còn đây nè. Đây là cảnh bao xoài đi than. Ở bao than mấy xài chu, xài cao rồi các bạn. Đây mẫu mới nè, mẫu mới bao bao chu bên mình. Thì mình xin nhắc lại nha, sẵn cũng báo xì dưa, giá xì dưa rất là rẻ các bạn ơi. Giá xì dưa là 3-4 ngàn gì thôi, nó tuột rất là nhanh luôn. Nó tuột trong vòng 2 ngày nó tuột xuống cái ép mà còn từ 17 ngàn mà xuống còn 3-4 ngàn các bạn. Thì dưa này mình lụm vô để dành ăn rồi cho bà con dòng họ rồi ăn thôi. Mình xin nhắc lại nha, giá xài chu xanh 19-20 giá hiện tại nha. Còn mà ví dụ như nhà vườn nào mà từ bán sơ bán mà tới 25-26 mà bẻ thì giá nó sẽ khác, thì mình cũng không biết cụ thể là tùy theo vườn. Còn xài vàng Đài Loan, vàng nhất là 35, vàng nhì 15, xài xanh nhất 20 và xanh nhì là 10. Vườn mình các bạn, một cây mình đốn một cây nha. Đó, một cây mình đốn một cây cho nó dễ xịt nè. Ở đây có cây xài chu nên mình phải tiễn chỗ này cho nó trống xo le nha các bạn, để sang năm làm xịt cho nó dễ. Hiện tại cũng có bông nè các bạn ơi.
bông này, mình quơ xương xương thôi mà. Cái này đậu cốc mà, mình quơ xương xương thôi. Chung thì giá xà hôm nay nó vẫn như ngày hôm qua thôi. Đây là mình không có đốn hết nha các bạn. Đó, một cây mình cưa bỏ một cây. Xài nó cũng có bông ở trên đọt. Nói chung chung cũng có bông các bạn. Có cây mình đốn thấy bông nhóc luôn. Nhưng mà mình phải đốn để sang năm làm nó tiện nha. Mình cũng quay sơ cho các bạn xem. Thì ngày nay mình đi giao hàng bên An Giang các bạn, giao hàng cho hai đại lý. Rồi bà bạn về thì phải đi vòng về. Đó. Thì bên cạnh cập nhật giá xài, mua xoài tại vườn. Mình có bán túi bao xoài các loại nha các bạn. Từ xoài keo, xoài chu, xoài cát, xoài đại lon. Đó. Thì anh em nhà vườn hoặc đại lý nào mà cần thì cứ liên hệ trực tiếp bên mình. Thì số điện thoại mình ghim trên màn hình mấy năm nay đó các bạn. Thì thôi, video mình đến đây kết thúc nha. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.